Thôi nhưng mà sao là chúng ta gieo đi có hai cách, không phải gieo bằng tay nữa, lăn 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 lúa đó, kiểu lăn lúa là sao đó cũng bổ được. Nó quy mô hơn một chút, thứ hai nữa là làm sao thư hơn, đỡ lãng phí, bây giờ hạt giống rất là quý, đúng không? Hạt giống rất quý. Thấy già có điều kiện hơn đấy là cái vấn đề là cái chất. Em đợi trong thử nghiệm đó, ngoài đây là cả 10 cây. Có cái loại gì nó gieo để nó đều được đúng không? Còn gì ngăn hả? Kể tiếng thử. Dạ, tiếng nhất để làm sao nó đều hơn. Nó thấy rải như thế này là hơi bị tiếc. Anh thấy không? Anh hồi xuống để. Nó rải từ này, từ hôm nay từ hôm một đây mình tư mà cây giống lâm nghiệp đấy. Làm thế này hơi bị tiếc. Cây thế này là rất là cái này là cấp 5 đồng ý đây. Giống rồi. Đúng rồi. Trong rừng mưa. Tán này cho mưa nó khỏi đi. Bởi vì nắng nóng. Đây là sao có tỷ lệ người ta cây đóng 3-4 ngàn bông mà làm đây là tỷ lệ cay mà xúc cái tới là cũng áp dụng đến cái kỹ thuật nông nghiệp mà anh em mình tập ra cái chỗ nào gần trước thì nó sẽ được liệu trước rồi mới khẳng định bớt đỏ kẹt tí nhiều rồi bớt kể quả cái hệ thống tưới nước rồi là trong cái hệ thống tưới nước đường ống vào mình đó bây giờ như vậy là mình cứ làm cái bước nói chung là cũng dần dần mình khắc phục mình cũng học hỏi từ cái kinh nghiệm thực tế thôi nguyên quán cái này mình trồng bao nhiêu năm rồi gieo hạt thời tháng 8 năm ngoái một mình năm ươm mầm xong đây rồi mình hạt gieo. Không phải mầm hạt ươm mà hạt ươm từ hạt sau đó mình đi này chưa trồng mình phải chăm sóc cỏ tươi bắt vô em đốc quá phải đốc rồi vô mà tôi về ông Thành họp mẹ ông nói gì họ alo rồi không được rồi mấy em lấy nó thử dễ